Quân đội Ukraine hôm qua cho biết là 3 thường dân đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào thành phố Odessa bên Biển Đen vào rạng sáng sau khi mà các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống một khu chung cư gây ra hỏa hoạn. Theo người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự miền Nam Ukraine, lực lượng phòng không ở Odessa đã bắn hạ 8 máy bay không người lái Shahed và 2 tên lửa trong vụ tấn công gần nhất trong một loạt các cuộc không kích xuyên đêm vào các thành phố của Ukraine những tuần qua. Và sau cuộc không chiến thì các mảnh vỡ từ một chiếc máy bay không người lái đã rơi xuống một căn hộ cao tầng gây ra hỏa hoạn. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết 27 người, trong đó có 3 trẻ em bị thương, nhưng đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt và 12 người đã được giải cứu khỏi tòa nhà.